Chiều qua, Công an tỉnh đã tổ chức họp mặt Quỹ Doanh nhân với An ninh trật tự tỉnh Đồng Nai. Đến dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức, Đại tá Nguyễn Thế Chi, Phó Cục trưởng Cục Xây dựng Phong trào Bảo vệ An ninh Tổ quốc, Bộ Công an, lãnh đạo các sở ngành và các doanh nhân doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, cơ quan ban ngành trên địa bàn tỉnh. Trong 12 năm qua, từ 2010 đến 2022, Quỹ Doanh nhân với An ninh trật tự tỉnh đã vận động được gần 550 lượt doanh nghiệp, doanh nhân, chức sắc tôn giáo trong và ngoài tỉnh tham gia đóng góp, ủng hộ với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng. Tổ chức cho hơn 1.250 lượt đối tượng vay vốn với tổng số tiền xoay vòng hơn 34 tỷ đồng. Văn phòng Quỹ Doanh nhân và An ninh trật tự đã phối hợp với công an các địa phương thẩm định kỹ hồ sơ, thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục cho vay, đảm bảo cho vay đúng đối tượng và mục đích sử dụng vốn vay. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức đã ghi nhận, biểu dương và cảm ơn các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp đã tích cực ủng hộ Quỹ Doanh nhân với An ninh trật tự tỉnh Đồng Nai. Để quỹ hiệu quả hơn nữa, lãnh đạo tỉnh đề nghị các doanh nhân, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể tiếp tục đồng hành để nguồn quỹ ngày càng lớn mạnh, góp phần giúp đỡ những người lầm lỡ vươn lên trong cuộc sống và kéo giảm tội phạm. Đồng thời, công an tỉnh cần duy trì phát triển, đổi mới cách làm để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ. Đối với các cơ quan báo chí, truyền thông cần tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người hiểu được ý nghĩa to lớn của Quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự, tích cực tham gia đóng góp. Tại buổi gặp mặt, các cá nhân tổ chức đã đóng góp ủng hộ quỹ số tiền gần 4 tỷ đồng. Dịp này, nhiều tập thể cá nhân đã được khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong việc hỗ trợ ủng hộ hoạt động của Quỹ Doanh nhân với An ninh trật tự tỉnh Đồng Nai.